Đầu xuân, Hoàng xin kính chúc anh chị và các bạn đang xem video bất động sản trên kênh Điện Thoại Tây Ninh. Một năm phát tài, làm ăn thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Và trong video bất động sản ngày hôm nay đầu năm thì Hoàng sẽ lì xì cho những anh chị nào phát sinh giao dịch trong cái tháng giêng này. Có giao dịch thì Hoàng sẽ tặng lộc đầu năm cho anh chị là 200 đô nha. Đấy, cho nên là anh chị tranh thủ chọn những miếng đất đẹp thì chốt ngay, Hoàng sẽ có lộc cho anh chị nha anh chị. Video ngày hôm nay nằm tại ấp Long Tân, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Đây là cái đường vào 9m của mình anh chị. Kéo qua 9m, hiện tại thì người ta chưa mở hết đường nha. Đi vào nguyên cái động đất của mình bên trong. Và Hoàng xin đi thẳng vào vấn đề cho anh chị nắm rõ thông tin trước khi đi vào review đất này. Thì vị trí đất của mình như Hoàng đầu Hoàng đã nói, nằm tại ấp Long Tân, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Với diện tích là 4.691,8 m², là gần 4,7 đất. Đấy. Và nằm ở vị trí trung tâm của Ủy ban dân xã Long Giang, huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Khu vực này thì gần chợ cao su, trung tâm văn hóa của xã và gần cung đường 14C, nó liền ra đường DT786, nằm trong vòng bán kính là chưa đầy một cây số nha anh chị. Khu vực đất lớn, đất đẹp, dung dứt mà lại nằm gần các tiện ích nữa. Nền đất đẹp bằng phẳng, quả thật đây là sự lựa chọn đầu năm cho anh chị mua để đầu tư hoặc là mua để sử dụng làm nông trại nha. Và hiện trạng sử dụng đất của lô đất ngày hôm nay toàn bộ là đất trồng cây hàng năm khác. Tuy nhiên trong đó đã có đến là 200 m² thổ cư. Với diện tích này thì Hoàng nghĩ rằng là anh chị thoải mái xây dựng các công trình, nhà cửa, biệt thự ở trong đây rồi. Còn lại toàn bộ là mình có thể trồng cây lập vườn và làm cái nông trại của mình chăn nuôi thêm nha. Đó là bên mặt thông tin. Bây giờ thì xin mời anh chị xem được cái hình dạng thửa đất trên sổ. Lần đầu tiên ngày hôm nay là với diện tích đất là gần 4,7 đất. Nó chỉ có một thửa duy nhất thôi anh chị. Đấy, lô đất tiếp giáp đường rất là đẹp luôn ha. Thì lô đất ngày hôm nay anh chị thấy là cái mặt tiền của nó hướng về hướng Tây Nam, thiên về hướng Tây. Vị trí mà ban đầu Hoàng đứng là ở ngoài đầu đường đường Đá Mi, mình sẽ đi vào trong thì mình sẽ đi theo cái hướng nam đi lên đó chị. Mặt đường là bề ngang 9m á, đi vào bên trong thì nó sẽ nhỏ dần đến còn khoảng độ 6m nha. Đó. Đất của mình thì tiếp giáp cái đường đất ở bên trong, bề ngang là 43m. Hai cạnh về xuống, một cạnh là 121m, cạnh còn lại là 106m nha anh chị. Và cái đích của nó sẽ là 41m. Toàn bộ của nó vỏn vẹn chỉ là một thửa với diện tích là gần 4,7 và đã có 200 m² thổ cư, còn lại toàn bộ là đất trồng cây hàng năm khác, không có dính đất lúa trong đây nha anh chị. Rồi bây giờ thì xin mời anh chị review tới bên ngoài. Đó, nguyên cái động đất của mình nằm bên trong đó anh chị, tiếp giáp cái vườn cao su ha. Còn ở ngoài mặt tiền đường Đá Mi này người ta đã phân lô hết rồi, bán sạch toàn bộ hết rồi nha anh chị. Đi ra hướng này là đụng ngay cái biệt thự gỗ nè, bên ngoài cung đường 14C. Chạy theo hướng này thì sẽ đụng tiếp tục là cung đường liên xã Long Giang Long Phước để về ngay chợ cao su. Cách chợ cao su là chỉ khoảng 900m thôi. Mặt tiền đường này ở ngoài nè anh chị, bề rộng mặt đường là 9m tới đây. Đó. Mình sẽ đi vào bên trong. Thì nếu mà mở hết mặt đường này bắt buộc cái hàng cao su nhỏ này là phải cưa rồi đó. Xe hơi xe tải của mình chạy vào được và thông ra đường Đá Mi bên ngoài luôn nha. Bây giờ Hoàng sẽ đi trên cái cung đường này để đi vào bên trong. Hoàng sẽ nhắc lại là bề ngang diện tích mặt đường này anh chị là 9m nha. Nó đã có cấm trụ với hàng cao su rồi đó. Nguyên một động này thì người ta đã phân lô hết rồi, gần như là tương đương với phần diện tích đất của mình nằm bên trong. Và vị trí xã Long Giang này gần chợ cao su là một trong những cái xã điểm, tình hình giao dịch bất động sản thanh khoản khá là tốt nha anh chị. Đây, tới cây trụ bê tông này là đất rồi đó. Từ đây chạy dài vào là 106m tới cái hàng cao su phía sau. Bắt đầu cái đích của nó sẽ kéo dài ra là 41m. Rồi cặp cái hàng cao su nè anh chị, có dãy trụ luôn đó, đi dài lên. Dài nhất là 121m. Và từ đây qua đây là phần mặt tiền nha, kéo dài lên đến là 43m. Vẫn toàn bộ là tiếp giáp đường lên đến 43m luôn nha. Lưu ý ở khúc này, tẹt sang cánh trái anh chị, tiếp tục vẫn là con đường nhà nước mới vừa đổ Đá Mi luôn. Thành ra khúc này là đường búa xô hết. Ở đây là mình đứng ở mặt tiền đất nhìn vào nè, rất là thoáng, mặt bằng bằng phẳng nha, không có cái lỗ hang gì trong đất cả. Đây, đây là mới đi được nửa mặt tiền thôi, mình sẽ nhìn vào trong. Và cây trụ cuối cùng của phần mặt tiền nè anh chị. Đi sâu vào trong vẫn là cái đường nha anh chị, chứ không phải là đường cùng. Đó, vỏn vẹn lô đất của mình thì ranh giới đã có cắm trụ rõ ràng hết rồi. Hoàng chỉ bốn góc đấy, hai cạnh bên đây là tiếp giáp vườn cao su ha. Và tiếp tục vẫn là một con đường mới nhà nước đổ Đá Mi nè anh chị, để thông ra cái phía đường nhựa bên ngoài để về chợ cao su, trường tiểu học, bưu điện, cây xăng, quán cà phê và hàng loạt các tiệm sửa xe, tạp hóa bên ngoài. Bây giờ thì Hoàng sẽ đi hết cái phần mặt tiền cho anh chị xem nha.
Ở đây thì trên sổ là cái đường và thực tế bên ngoài cũng chưa hẳn như thế này, tuy nhiên ít người đi thôi. Còn nếu mà sau này nhà nước làm đường thì nó sẽ thông qua tới cuối cái hàng cao su bên kia để thông ra cái đường Đảo My bên ngoài luôn nha anh chị. Hiện tại là bên đây người ta ít đi thôi. Cạnh này đi dài xuống là 121m nè, cắm trụ dọc dọc xuống cái hàng cao su này luôn. Và em cũng đã để cái tấm hình dạng thửa đất của trên sổ đấy, anh chị có thể so sánh đây với thực tế một hoàn chỉ nha. Đây là đi thẳng qua bên kia là vẫn là cái đường nha anh chị. Đó. Với tổng diện tích là 4.700 m², 200 m² thổ cư, còn lại toàn bộ đất trồng cây hàng năm khác. Thế đất này thì phù hợp cho anh chị nào nếu mà có nhu cầu phân lô, mình có thể lên full thổ cư của miếng này, rồi có thể cắt thửa ra nữa nha anh chị. Hậu rất là dài. Còn mua để lập trang trại nghỉ dưỡng thì thoải mái rồi, gần trường gần chợ, khu vực này tương đối khá yên tĩnh để anh chị có thể ở nghỉ dưỡng nha. Đường xá thì thuận tiện, xe hơi xe tải vào ra thoải mái, bao tranh chấp nha anh chị. Đó, ở đây là khúc đường Đá My đi vào lô đất của mình nè, và cái trụ phân ranh của mình đấy. Nếu ở đây đi thẳng theo cái trụ nhỏ ra ngoài mấy đường á, nó kéo qua đây là mặt đường 9m rồi anh chị. Rồi bây giờ Hoàng sẽ bước vào bên trong nha. Từ khoảng cách lô đất của mình là về thành phố Hồ Chí Minh ngay bến xe An Sương là chỉ khoảng độ 75 cây thôi. Đó, đi qua cái hàng tre này là đến cái ranh đất của mình đó anh chị. Ranh đất đứng đây là nhìn toàn bộ hết ha, rất là dễ hình dung. Và một tí thì Hoàng cũng sẽ chạy ra ngoài các tiện ích xung quanh, về chợ, về trường học cho anh chị xem. Xung quanh đây thì từ trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2 luôn cả cấp 3 thường trực bên đây ha anh chị. Còn về trung tâm thành phố Tây Ninh là chỉ khoảng độ 15 cây thôi. Đây là ranh giới cuối cùng nè, xây một vòng cho anh chị xem. Đó, tới vườn cao su là ranh đất hết đó anh chị. Và lô đất này tiền thân lúc xưa thì cũng là lô đất để trồng cao su, nhưng mà giờ người ta đã cưa bán và móc gốc lên hết rồi. Lô đất này thì có thể là làm luôn một cái sân đá banh 11 người đó anh chị, rất là rộng ha, 4x7. Đó, phía ngoài thì đã bán hết rồi anh chị, phân lô bán sạch rồi. Lô mình là lớn nhất ở đây. Và bây giờ thì sẽ bắt đầu từ vị trí đất, Hoàng đi bộ ra ngược lại cái đường Đá My, rồi sau đó di chuyển trên đường Đá My ra đường nhựa và 14C để về chợ cao su cho anh chị xem. Trụ bê tông này là hết đất của mình nè, sẽ thông qua bên kia luôn. Đó, bên kia rất là nhiều nhà nha anh chị. Mình cách khu nhà đông dân là chỉ khoảng độ 100m thôi. Đó, khúc mà xe hơi đang chạy ở ngoài đó là vị trí ban đầu Hoàng đứng. Bây giờ sẽ chạy ra cái đường nhựa bên ngoài nè. Xin nhắc lại, vì video này là video đầu xuân để mở hàng, Hoàng sẽ tặng lọc cho anh chị nào có phát sinh giao dịch trong cái tháng giêng này, hoặc là miếng này hoặc là miếng khác, Hoàng sẽ tặng cho anh chị là 200 đô. Cho nên đây là cái lọc đầu năm, anh chị nào nhanh tay chọn ngay thì sẽ có được cái lọc nha. Đây, chạy ra chỉ khoảng độ thêm 300m, đụng nhà rồi sẽ đụng cái đường nhựa vừa mới lên xong nha anh chị. Nhựa ngoài đây là nhựa có lộ giới hoạch là 20m. Đây, mình sẽ quẹo sang trái là sẽ đụng ngay cung đường 14C và cái biệt thự gỗ bên ngoài. Nếu mà anh chị nào thường xuyên quan tâm tới thị trường bất động sản tại Bến Cầu thì sẽ biết được cái vị trí trên video clip này luôn nha. Biệt thự gỗ trước mặt rồi. Quẹo tới phải trên cung đường 14C là đụng đường DT786 ngay đầu ủy ban nhân dân xã nha anh chị, ủy ban nhân dân xã cũ đấy. Còn quẹo trái thì hướng này về trung tâm văn hóa nè, về trường học, về chợ cao su. Và bây giờ thì Hoàng sẽ thông báo cái giá hiện tại mà anh chủ đang kêu bán toàn bộ lô đất này với tổng giá trị là 2 tỷ 150 triệu. Giá này cũng tương đối khá là phù hợp so với thị trường hiện tại nha anh chị. Ngoài ra thì vẫn còn thương lượng bất lọc luôn. Mọi nhu cầu chi tiết thắc mắc muốn mua lô này xin liên hệ với Hoàng ngay qua số điện thoại là 0981877139. Tình trạng sổ là chính chủ nằm tại nhà, anh chị có nhu cầu mua thì có thể là công chứng sang tên ngay trong ngày luôn. Hiện tại thì mình đang chạy trên cung đường 14C để về ngay cái chợ cao su nè anh chị. Đầu năm thì Hoàng cũng không có gì hơn. Kính chúc anh chị nhiều sức khỏe, may mắn, phát tài và gặp nhiều thành công. Và hy vọng là có cơ hội được hợp tác với quý anh chị đang theo dõi trên kênh Điện Thổ Tây Ninh trong thời gian sắp tới nha. Đây là ngã ba chợ cao su rồi nè, trường học, chợ cao su nằm bên phải. Xét lại giá trị đất là 2 tỷ 150 triệu, sở hữu ngay toàn bộ là 4x7 đất, 200 m² thổ cư, đất trồng cây hàng năm. Nằm vị trí là ấp Long Tân, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Mọi chi tiết thắc mắc muốn mua liên hệ với Hoàng qua số điện thoại góc dưới màn hình 0981877139 nha. Đến đây thì Hoàng xin tạm dừng video, hẹn gặp lại anh chị trong video sau về nhà và đất tại Tây Ninh trên kênh Điện Thổ Tây Ninh. Em là Hoàng, xin kính chào.